Anh ơi, em có Ui, nhớ 4 bạn không? giờ Khi chết. bạn đó buồn, em muốn an ủi bạn mình thì làm sao giờ anh? Tùy à, này đến này mà anh quyết được, trước tiên anh cũng chia buồn. Nhưng mà theo 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 mết á, thì khi mà cái người, ví dụ như bây giờ đối với mết đi, khi mà một người mà mình quen biết hoặc là thân thiết chút xíu mà có cái nỗi buồn hay là cái niềm vui á, thì cái này là quan điểm cá nhân nha, thì mất không có đụng chạm nhiều vội. Ví dụ đi, bây giờ người A hôm đó là người đó giành được một cái điều, có một cái niềm vui rất là lớn, hoặc là hôm đó là ngày sinh nhật của người đó, bây giờ kiểu tôi bay vô tôi chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng không, tôi cứ im im vậy thôi. Nhưng mà ví dụ như người đó rượu ở nhắn cái rượu đi ăn mừng, đi ăn mừng, mày ra được không, mình ra đó. Và ví dụ như người đó có một cái sự kiện gì đó buồn phiền nhắn vậy đó, đến khi người đó rủ là ơi chán quá đi ăn đi uống gì chơi không mày, mình đi mất mất là vậy, thiết là phải thể hiện ra mình người đó có cái niềm vui mình biết, mình nhắn tin chúc mừng nghĩa là mình quý nhau. Tại cái này nó này là kiểu quan điểm mỗi người rồi, tại vì đôi lúc đó nha, đôi lúc mình nhắn chia buồn nó sẽ phản tác dụng. Thứ nhất là người ta sẽ cảm thấy là quá nhiều người nhắn thì bị phiền, là một là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta sẽ liên tục nhớ về cái câu chuyện đó. Ví dụ như bây giờ bạn nói là bạn, cái người bạn đã bị mất đúng không, thì bây giờ bạn phải an ủi người bạn của bạn đúng không, thì cái cách tốt nhất mà bạn phải làm để cho, thì bạn muốn cho cái người này, người ta sẽ vơi đi cái nỗi buồn nó càng sớm càng tốt, thì bạn càng nhắc về cái vấn đề đó thì nó càng tốt. Không ép vừa hỏi. Tao không kêu cho mày ra. Nhưng mà quan trọng là nó có chết không đó, quan trọng là nó có chết không, đúng chưa, cái chuyện nó có ép hay không đâu quan trọng. Dạ, hồi này đánh hay vậy. Tôn chó mi cu này tôn chắc luôn. Tuần này em stream mỗi hôm nay à? Cảm ơn Eleven nhanh. Đâu có đâu anh. Tuần này là em chỉ nghỉ mỗi hôm qua thôi. Tuần này stream full anh à. Trời, nó lát. Né đâu hàng cũng vậy, bị con sáu luôn rồi, chịu sao kỳ á, sao mày mày xanh hơn nó mà sao nó sáu sao kỳ vậy. Ủa nó farm hơn mày một đống rồi mày ơi, cho cái hỗ trợ với mày giết đi. Ê! Ê! Con chó này! Khó chịu nha! Trời! Trời. Rồi không vậy đây. Mày để đi tao đánh chơi, vội gì con chó.
Đọt. Anh có nghĩ Riot sẽ thêm cơ chế hoán đổi bùa của đồng đội không anh? Sao có đấy? Đây! Quằng nãy giờ tao mệt mày lắm rồi nha Sago nha. Ê chúng kìa, chúng kìa. Ồ con kia mới là con thiệt. Nó hay dùng R của nó để nó né cái R của mất. Kìa chưa. Rồi. Đi đi, tao lo cho. Nghe không? Thôi đi về luôn cái được không? Ê kìa 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 kìa. Gần súp tăng đi. Còn cắm đầu chạy nữa. Ủa ông súp vào đó ông dí ông cạp đi là được rồi. Ông banh đầu lại ông chạy chi không biết ông có chết được đâu. Cái TB này là giống cái TB của G4 mùa anh ta năm đó vậy ta. G4, that's you. Kìa yeah. Quay chờ gì nữa. Bà con. Bà con. Ăn luôn gồng ăn bà con cũng được. Rồi, được. Què. Đánh luôn á. Ừ, gấu gà lắm mấy ơi. Gấu bên kia nó gà lắm. Vigo nó còn quyết mà đang ăn Baron luôn kìa. Lag combat. Anh em đừng cover tôi với AD nhé. Chạy đâu mà chạy bộ. Ê nó bị khùng kìa. Tập đầu nó. Ủa cái gì đây. Rồi cứu tao bay. Cộng lại, nó lát lên đó. Trời, thằng Voli nãy tôi chửi nó ngu mà nó nhiều đồ hơn Hoàng nữa. Nó 4 món, Hoàng mới có 3 món á. Hay kìa. Lô đó nè. Thấy không?